Bệnh đốm nâu, đốm mắt cua trên chanh dây mà nông dân quen gọi bã trầu là loại bệnh phổ biến, do hai tác nhân gây ra là Anthelstaria passiflora, brown spot đốm nâu đỏ và Anthelstaria alternata, spot đốm nâu xám. Đặc điểm nhận biết của bệnh đốm nâu, đốm mắt cua chanh dây. Bệnh xuất hiện trên lá ban đầu là các đốm nâu nhỏ súng nước sau lan rộng lên 6 đến 10 mm dọc theo gần lá, có trung tâm vết bệnh bị khô có màu sáng rực. Đốm do nấm Anthelstaria alternata thì còn có vầng sáng màu vàng xung quanh, còn đốm bệnh Anthelstaria passiflora lại màu đen ở chính tâm vết bệnh. Lá bị rụng khi xuất hiện vài đốm như vậy. Triệu chứng thường gặp của bệnh đốm nâu, đốm mắt cua chanh dây. Triệu chứng trên cũng xảy ra tương tự trên thân, nhưng đốm rộng hơn, lên đến 30 mm. Điều này gây chết thân hay nhánh cây đối với nấm Anthelstaria passiflora. Nhưng với Anthelstaria alternata hiếm khi gây chết cành và độ rộng của đốm cũng nhỏ hơn. Trên trái xuất hiện những đốm màu nâu nhạt, súng nước hình tròn, sau liên kết với nhau thành một mảng lớn. Trường hợp do nấm Anthelstaria passiflora, vết bệnh trũng màu nâu đỏ đường kính lên tới 10 mm, thậm chí 30 mm, trái bị nhăn nheo và rụng. Còn nếu do nấm Anthelstaria alternata thì vết bệnh trên trái tạo thành mảng màu xám hay xanh sẫm có rìa bóng bẩy, trái không bị co rúm.